hùng Santo Antonio, mẹ cậu gọi Cristiano, lại con út ở trong gia đình và cha cậu đặt thêm Ronaldo. Đội bóng đầu tiên mà anh tham gia Andorinha khi anh 8 tuổi, một nhân tài mới người Bồ Đào Nha mà cả sau này nhiều người theo đuổi. Một năm sau đó danh tiếng vang xa, đội bóng lớn nhất đảo Madeira. Nga CEO non ra lời đề nghị và cuối cùng thì anh cũng tham gia. Và cả sau này tham gia Sporting, một thân một mình đi bằng tàu thủy 1000 cây số phải đi một mình vì cả gia đình không đủ chi phí. Đến học viện mới anh bị chê giễu là vì giọng nói của quê hương anh, nhưng cái anh cần là cho họ thấy thăng cấp đội tuyển của anh càng nhanh. Do tài năng này cố gắng tập luyện được lên đội một bằng một mùa giải, việc ở đây chưa ai làm được, hai bàn ghi được là bằng chân phải. Cuộc sống này không như là mơ, phát hiện mình bệnh tim đập nhanh và câu lạc bộ không thể làm ngơ, giúp gia đình chữa trị cho anh. Rồi cánh cửa mới giờ cũng đã tới, xem chút nữa về Liverpool. Cũng nhờ đó có sự kiện mới khi United đã đặt ngôi bút. Hành trình bước ra thế giới của Cristiano Ronaldo bắt đầu. Người bàn thắng kiến tạo cho anh cánh cửa huyền thoại bắt đầu mở ra. 2003 12 triệu bảng cái giá lúc đó MU đã ra. Rồi anh được trao chiếc áo số 7 lắm vào vị trí David Beckham. Đa số mọi người đều nhớ số 7 khi có ai đó vừa nhắc đến anh. Vì danh tiếng ngày càng thăng tiến, con số bàn thắng liên tục được ghi. Đồng quân quỷ đỏ như nỗi khiếp sợ bóng đến vị trí anh phải phát huy. 2005 trước Arsenal trong vòng 5 phút có 2 bàn thắng như một ngọn lửa được tiếp nguyên liệu ra chân ghi bàn bằng cú sút thẳng. Năm 2008 vai mang băng đội trưởng, những thứ đó với anh xứng đáng liên tục ghi bàn một cách không tưởng. 2009 mức giá kỷ lục 80 triệu bảng, nếu anh thấy thích kỹ năng của anh hoàn toàn thuyết phục đã đưa anh đến Real Madrid. Liên tục cú đúp mà nhắn trên sân, mỗi cú ra chân đều trở thành bàn. Rồi họ bắt đầu đưa lên bàn cân thời đại Siro trên các diễn đàn, nhưng anh không quan tâm thứ đó, cứ như cậu máy đang lướt trên sân. Hàng loạt kỷ lục đột phá trước đó đã rất nhiều trận một mình anh cân. Các đồng đội đã từng gắn bó, họ nói rất nhiều về Ronaldo, sẵn sàng nhưng luôn quả penalty động viên khi quả đó sút không vô. Rất nhiều câu chuyện mà các bài báo ở trên thế giới ít khi nhắc tới, họ không nói về việc tốt anh làm mà luôn nói anh là người có lỗi. Người luôn sát cánh là mẹ của anh chứng kiến sự nghiệp từ thuở sơ khai, và bây giờ đến thế hệ mới bà lại chứng kiến sự nghiệp cháu trai. Dù anh có đến đội nào đi nữa thì mọi bước chân triệu người theo sau. Rất vui vì được sinh trong thời đại để chứng kiến huyền thoại thi đấu. Cristiano Ronaldo.